Tao mày đừng có ghen là phải lao động, là khi còn bé mới theo lão đại là để kiếm tiền. Người cầm quyền mới thấy lão đại, khi mỗi lúc mà ông vắng nhà mà tao là người mà ông tin tưởng này, cánh tay phải này vốn thật thà. Mà nào là thuốc mà nào là rượu, một mình tao là phải quán xí mới ngồi ghế bằng hai tay chỉ chỏ, chỉ uống nước trà và nghe vô tiếng. 3 giờ sáng cái thật nhộn nhịp, khu biên giới là như đập xiếc, mọi người tải thuốc, mọi người tải rượu, xe tải hàng là trên trăm chiếc. Mày đừng bao giờ mày lạc dạo đây, tôi cầm máy ảnh mà chụp các kiểu, một hồi là đầu đổ máu, chú phóng viên là khỏi phát biểu. Động tác nhanh phản xạ lẹ, đó là điều mà mày phải có. Mới vượt biên giới mà lời mời thì xác định là ngủ với chó. Một nụ cười mà rất thân thiện, hai ánh mắt là đầy triều mến, mà đó chính là cái ngày lão đại khi nhìn thấy cái hàng cặp bến. Lại là tao là phải điều khiển, cả đôi nhà này bốn hàng kiểm để đây phòng.